Ngày 3 tháng 7, Công an huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà trọ trên đường Chánh Hưng, xã Bình Hưng gây thiệt hại nhiều tài sản. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, người dân sống gần căn nhà cho thuê trọ trong hẻm đường Chánh Hưng phát hiện khói lửa bốc lên nên hô hoáng. Do căn nhà cháy nằm sát nhiều nhà dân và gần một bãi xe ô tô khiến khu vực náo loạn, người dân huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế và di dời các ô tô trong bãi giữ xe ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều động nhiều cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường khống chế đám cháy, không để lan rộng. Vụ cháy khiến nhiều tài sản của người thuê trọ bị thiệt hại, phải tìm nơi ở tạm. Nguyên nhân đang được điều tra.